chính quyền tỉnh Ostrava thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes cho biết ngoài 4 nạn nhân thiệt mạng còn có 9 người khác liên quan đến trận lở tuyết kéo dài 1 km và rộng 100m. 9 người này chưa xác định được danh tính, gặp nạn khi đang di chuyển ở gần sông băng Armançais theo hình thức cá nhân đơn lẻ hoặc theo nhóm. Trước đó, cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo France không đưa ra bất kỳ cảnh báo lở tuyết nào trong khu vực. Lực lượng cứu hộ đã triển khai một trực thăng cùng nhiều chó nghiệp vụ chuyên nghiệp phục vụ công tác cứu hộ ở vùng núi đến hiện trường và vẫn đang rà soát khu vực tuyết lở để tìm kiếm nạn nhân còn bị vùi lấp. Mặc dù chính quyền tỉnh Ostrava không loại trừ nguy cơ tiếp tục xảy ra lở tuyết, trước đó ngày 8 tháng 4 đã có 9 vận động viên leo núi bị thương trong trận lở tuyết ở dãy núi Alps thuộc phần lãnh thổ Thụy Sĩ.